Hello, chào cả nhà. Thì hôm nay con sẽ đổ chậu hoa ta bằng đôi giới. Đổ chậu hoa cái bí cho cả nhà xem cả nhà ơi. Thank you.
cả nhà ơi, cả nhà xem nè, cả nhà hãy nhớ cho tôi một like, đăng ký kênh ủng hộ kênh Chầu Kiểu Quỳnh Tùng của cưng nha cả nhà, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo cả nhà ơi. Thank you.
tí nữa nó ráo mình cho đợi nước nữa. Thank you.
giờ mình sẽ thực hành cắm hoa cả nhà ơi. Thì giờ tới đây là đã hoàn thành của cưng rồi cả nhà ơi. Để cưng quay sát tới cho cả nhà mình xem, rồi để cưng quay vòng vòng. Rất là dễ thương. Đây là tác phẩm nghệ thuật nha cả nhà. Rất là dễ thương. Hai trái bí rất là dễ thương. Đó. Đó, cả nhà thấy nếu mà đẹp và rất là dễ thương để cưng quay. Đây, nè. Cưng quay cái bông cho cả nhà mình xem nè. Rất là đẹp. Vậy thì tới đây cưng xin kết thúc cả clip ở đây. Cả nhà xem nhớ hãy đăng ký kênh và cho cưng like để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha cả nhà. Chúc cả nhà xem vui vẻ cả nhà ơi. Chào cả nhà.